phi như bay, bất chấp đèn đỏ, chui vào ngõ nhỏ lúc nửa đêm, là những hình ảnh được nhiều người dân thủ đô phản ánh tới báo Lao động và Xã hội, báo Dân sinh.vn về hoạt động của các xe quá khổ, quá tải bắt đầu có dấu hiệu trở lại đại náo thủ đô vào ban đêm. Không chỉ hoạt động trên các tuyến phố của thủ đô mà các xe này còn chui cả vào các ngõ nhỏ để hoạt động. Theo như phản ánh của các hộ dân sinh sống tại ngõ 2 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thì nhiều ngày nay, cứ đến đêm, các xe chở vật liệu xây dựng vào công trường gần đó lại làm các cư dân ở đây giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn phát ra từ các xe tải vào đây. Cái xe nó dài vào khoảng độ gần 10 mét, ấy. Họ chở cả cái thanh sắt dài. Tôi ước tính qua cái xe đó khoảng độ hơn 100 tấn, cả thắt cả xe. Chiều cao của cái xe nó coi như là quá dây điện này, họ phải cầm những cái xào rất to, họ nâng hết tất cả cái điện này họ vào, rồi ra chặn lại. Nhưng cuối cùng coi như là thủ mà nói là họ vào giữa này rồi, thì coi như là các bác bên này bảo thôi cho nó vào nốt. Mà họ hứa là từ nay giờ đi họ sẽ không vào những cái xe to này nữa. Một cái xe trước vào kia họ không vào nổi thì họ quay lại, xong hôm sau họ vào cái xe, tức là cái độ cao nó thấp hơn nhưng mà cũng dài như thế. Thì về đề nghị rằng là coi như là họ là hứa coi như là với dân như thế nào thì coi họ xe cộ họ vào đúng như thế để đảm bảo cái đường xá, bởi vì cái hệ thống coi như là cống bên này, nước ở đây nó rất thấp, bởi vì đường này là đường ngõ chứ không phải là đường quốc lộ. Được biết nguyên nhân gây ra tiếng ồn đó là do các xe chở vật liệu xây dựng vào công trình cuối ngõ. Cũng theo phản ánh của cư dân nơi đây thì trên mảnh đất đó trước đây là biệt thự cổ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà biệt thự này bị phá đi để xây dựng một công trình khác, khiến cư dân ở đây vô cùng bức xúc về vấn đề này. Báo Lao động và Xã hội, báo Dân sinh.vn sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.